24. Phẩm khi học. Bấy giờ thiện hiện bạch Phật, thế nào là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát mà các Đại Bồ Tát học trong đó được gọi là học bình đẳng? Phật dạy, thiện hiện pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát. Các Đại Bồ Tát học trong đó nên gọi là học bình đẳng, do học bình đẳng nên mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Lại nữa, này thiện hiện sắc uẩn cho đến thức uẩn không là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát. Nhãn xứ cho đến